Từ A Trần Sự Que với chủ đề mang tên Những Thiên Thừa Thiên Thần Áo Trắng. Xin chào và hẹn gặp lại. Vui quá à. Về nha. Ở đây ạ. Ủa mấy cô hay chị Mai ơi. Nhớ cuối năm qua nhớ nha. Cuối trang được Tết nha. Cuối trang được Tết. Hồi bé Năm làm gì em vậy? Bé Năm ôm em, bé Năm là vợ của em. Thôi bé Năm vợ của em, chỉ còn thầy Đàn. Thầy Đàn là chồng em. Cái gì? Thầy Đàn sao kỳ vậy? Sao? Anh mới nói cái gì? Anh nói gì? Ai vợ anh nữa? Bé Năm vợ anh, em cũng vợ anh mà. Không phải ai lớn. Cái gì ai lớn? Ủa? Đi. Hả? Cái phép trong đó anh ấy. Mày lấy gấu rồi cho tao, không đi mày lấy gấu. Ở con Văn bữa nay không thấy. Về trước rồi. Văn biết sao không? Sụm nụ nó về rồi. Sụm nụ nên về rồi. Vô. Ủa trễ con chim em, con chim em. Ê lên chim con gấu rồi. Một con. Rồi mai hôm qua hả? Coi giờ lên rồi đi. Ủa chị gấu đi. Trời ơi có quà luôn á. Có con trai Su Su. Mai mua trời luôn. Mai nghỉ mua bà cho chứ gì. Mai bán nhà. Mai cái đây là đồng tính nam. Mai cái đây là đồng tính nam không có kinh. Rồi đồng tính nữ mà không có. Mai bảo bà đồng tính nữ mà không có bầu. Con đồng tính nữ. Mai ở nhà. Đồng tính nữ nam. Đồ con đồng tính nam. Đồ đồng tính nữ nam. Em con gấu. Đồ đồng tính nữ nam. Đồ đồng tính nam là mua cả đống vé đổi một lần mấy cái. Hết chửi cô đây kìa. Con này nè. Bà nói chị là đồng tính nam. Bà nói chị là đồng tính nam. Đừng mà. Đừng. Trời ơi. Tại sao đổi đồ. Đừng mà ha. Chở tôi rồi. Trời ơi. Nó bê kìa, nó chửi bê nè. Trời ơi, tại sao vậy? Đừng mà, em muốn hỏi luôn á. Đừng em mà. Lấy con gấu đi về nha. Em đừng. Ai cho mày lấy con gấu? Vậy bà nội ơi, nó lên, nó chửi BD kìa bà không? Vậy là BD con vuông. Ghê quá. Ê BD. Đồng tính nam. Những con người đồng tính nam thật là bỉnh quẹ. Đồng tính nam. Đấy. Samba hay Tân Sơn Nhất. Chào tạm biệt mọi người. Chương trình đã kết thúc ạ. Ê khá chị mất tiêu kìa. Mất kìa. Nghĩ sao tôi vậy nè mà đi yêu con này tại vì chị một cái con mà kéo bớt tiền mỗi con đó nhìn đi đẹp đó con gì anh ơi được quay mong em đây bye bye tụi em các bạn mọi người nha hẹn gặp lại ngày mai em không follow anh mà em đòi xin nên tư của anh rồi khóc rồi cười lại nhớ ở đây đi Nhưng mà biết sao nè, nhưng mà sáng đi sao? Anh biết rồi, em đi là chị đi theo em đúng không? Rồi bây giờ em đi bình thường nha. Xong đi cái len này nó sáng hơn nè. Ủa ơi bên này sáng hơn. Cho ánh sáng đi anh hơn. Thôi, tối rồi. Ê, hình như anh vô đâu đâu. Đâu đâu. Ở đây đẹp quá nè. Đó. Rồi đi nha. Giả bộ em đi bình thường đúng không? Ok. Là bây giờ em đi thì sao? Chị cứ đi thôi chị chạy nha. Lấy chân không? Lấy luôn. Bấm 3 giây nha. 1 2 chưa? 3. Không ơi, em không follow anh mà em đòi xin tư của anh. Anh không cho đâu. Rồi diễn lại. Diễn lại thôi chứ. Hơi chậm. Hơi chậm lại. Mọi người đi từ từ thôi. Chui cam lâu cam nhanh quá. Đọc biến không kịp. Bà chỉnh màu gì ở đây coi. Đây coi màu chị. Ủa sao đông vậy? Hello tất cả mọi người, hiện tại là em rất là am mê âm thị trường TikTok á mọi người, cho nên em dựa hơi mình sơn á. Sơn lộ dựa hơn sơn kính đó mọi người. Mà con đó nó cũng lộ với món kính. Mẹ nói Sơn là chúa rồi em. Hả? Sơn kìa. Kìa, YouTuber nói cưng là bây giờ chúa lộ luôn kìa. Rồi. Rồi chuẩn bị nè. Sao rồi Nam ơi. Đứng luôn vậy. Đứng đây sao thấy rất là xíu ạ. Từ từ. Đến đường chứ. Sao mọi người để nguyên clip vào đi cho. Điểm 3 giây đi. 1. Ủa gì vậy? Điểm 3 giây, điểm ngược 3 giây, bấm vô điểm ngược 3 giây. Trừ lương bé, trừ lương. 3 giây bên ông. Đó là cuộc tông sơn đó mọi người. Em thanh sơn bé nó hồng bấm vô 3 giây là phải không sơn. Từ từ em đi con chị chạy lên liền nha. Okay. Bấm đi. Chạy lên dừng lại liền. Em cản đường liền. Không được không? Hay quá lên anh ơi. Lần này được rồi đó lên Nam. Lên hay quá lên anh ơi. Rồi Nam quen không? Không. Cái được chưa? Cái này lưu nháp đi rồi quay thêm một cái nữa này. Okay. Này em cô đấy chị. Đó, xin chào cả nhà. Thì bây giờ là cuối ngày tại cánh hát lô tô Hương Nam. Thì những clip hậu trường thì mỗi buổi tối em sẽ đều quay cho cả nhà xem. Nãy giờ em quay á, thì các cô chú ở đây á, thì các bạn quản lý nè, anh bạn quản lý nè, cùng với mấy cô lao công á, thì cũng đã dọn gần hết rồi. Đó, hậu trường sau khi dọn xong sẽ xịt nước cho nó trôi xuống cái động cống này cả nhà, nó trôi hết xuống đây. Nó trôi hết thì sáng ngày mai là cái sân này nó sạch mới, sạch bon luôn cả nhà. Đó mọi người thấy đó. Thôi thì bây giờ cuối ngày rồi em cũng xin kết thúc video ở đây. Cả nhà đừng quên bấm đăng ký kênh Check in xì phố và nhấn vào cái chuông để theo dõi những video mới nhất từ Check in xì phố, cũng như những video về Bội Nhi, lô tô Hương Nam. Nếu như mà rồi bye bye cả nhà.